có bây giờ là những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Quỳnh Anh. Hôm nay trung bộ được dự báo là khu vực nóng nhất vậy nhiệt độ cụ thể là như thế nào chị? Dạ vâng chị Trần Hằng. À thưa quý vị và các bạn, dự báo trong ngày hôm nay thì suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên thì quý vị đều thấy là đều nằm trong vùng màu cam đỏ, tức là nhiệt độ cao 36 cho tới 39 độ. Dự báo là mức nhiệt này sẽ duy trì trong khoảng là trưa và chiều nay. Và khác với hồi đầu tháng 6 thì tâm nóng từ tháng 7 sẽ dịch dần xuống phía nam miền trung. Các điểm như là Đà Nẵng, Bắc Trà My, Ba Tơ, Hoài Nhơn sẽ là những điểm cảnh báo là nắng nóng đặc biệt gay gắt và nhiệt độ có thể lên tới 40 độ. Với khu vực Bắc Bộ thì vùng nắng nóng trong ngày hôm nay sẽ tập trung ở phía Nam Sơn La, hòa bình và phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô Hà Nội. Có thể thấy là vùng màu cam đỏ tương ứng với mức nhiệt 35, 38 độ sẽ bao phủ toàn khu vực này. Còn lại các nơi khác thuộc vùng chịu hơn và nhiệt độ ở trong vùng màu vàng tức là nhiệt độ từ 30 đến 33 độ lui xuống khu vực nam bộ sang ngày hôm nay thì nắng nóng 35-36 độ cũng sẽ xuất hiện ở nhiều điểm hơn cả ở miền đông lẫn miền tây trong đó có thành phố hồ chí minh trời nóng như những ngày mùa khô vậy còn với khu vực tây nguyên nhờ lợi thế địa hình cao nhiệt độ sẽ không vượt quá 34 độ tuy nhiên giữa trưa và đầu giờ chiều nay quý vị cũng sẽ cảm thấy nóng rát ra nếu như ở lâu dưới nắng và vừa rồi là một số thông tin thời tiết đáng chú ý cho cả ba miền đất nước bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với biên tập viên trần hằng vâng cảm ơn chị với những dự báo vừa rồi